Chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục nấu gì hôm nay. Minh ơi, Khánh đói bụng quá, không biết hôm nay trong bếp có gì ăn không Minh ha? Chắc chắn sẽ phải có món ăn rồi mà rất ngon này khác ấy. Mời Khánh vào bếp. Dạ, xin chào anh Ngọc Thông ạ. Rất vui được gặp lại anh. Chào Minh. Chào, chào anh Khánh. Ạ. Anh Thông ơi, hôm nay anh giới thiệu với khán giả món ăn gì đấy ạ? Hôm nay để đổi khẩu vị, Thông sẽ giới thiệu cho Khánh và Minh một món chuyên về nấm, tất cả các loại nấm. Thì món ăn này có tên là nấm nướng dế bạc. Nấm nướng dế bạc. Thì nguyên liệu này cũng rất đơn giản, tất cả các sản phẩm nó đều từ nấm. Để chuẩn bị cho một khẩu phần ăn 4 người thì chúng ta có 100g nấm đùi gà, 100g nấm đông cô tươi, 100g nấm bào ngư, 100g nấm kim châm, 3 tay nấm mèo và nấm mỡ trắng, hành tím mình bầm, gừng bầm và một ít tiêu, tiêu xanh. Gia vị đi kèm là gì ạ? Gia vị đi kèm thì có dầu ăn, muối, đường và tiêu. Đặc biệt là món này để tăng hương vị thơm ngon của nó và đặc trưng có độ giòn và ngon thì chúng ta không thể thiếu cái hạt nêm từ nấm và đồng biển. Như vậy tất cả nguyên liệu và gia vị chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ăn đúng không ạ? Nấm mua về thì chúng ta nên rửa sạch qua nước một ít nước muối và một ít bột mì để cho cái nấm nó sẽ trắng. Ngâm chừng 5 phút thôi Khánh với mình. Anh Thông này, nướng thì chúng ta nướng bằng lò vi sóng hay là chúng ta nướng bằng than hỏa anh Thông? Cái món này đặc biệt là nướng bằng than củi đó. Thì nó rất là thơm. Rồi nguyên liệu bây giờ đã xong, chúng ta ướp thôi phải không ạ? Cho vào một cái thố như vậy. Thì để phần gia vị ướp á, thì sẽ sử dụng một cái chén. Cho gừng này, này hành tím, hành tím, tiêu, tiêu xanh. Cho vào đây một muỗng dầu. Một ít muối. Ít muối. Ít đường. Tiêu. Và đây là cái bí quyết làm món ăn ngon. Hạt nêm từ nấm và đồng biển. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn đều lên. Cho Khánh giúp anh nha. Thì để thực hiện món này thì chúng ta cũng không quên là chuẩn bị một cái túi giấy bạc mình xếp gọn như thế này. Thì chút xíu khi nấm nó đã ướp sẵn rồi thì chúng ta sẽ cho vào và nướng. Thì Khánh và Minh biết nấm thì các chuyên gia dinh dưỡng người ta cho rằng nấm là một cái loại thức ăn. Nó có thể là vừa là rau sạch và cũng là vừa là cái thịt, món thịt. Bởi vì trong nấm thì chứa rất nhiều protein và đặc biệt là không có cholesterol nè. Rồi có một cái vài cái loại nấm á thì nó có chứa những cái tế bào nó làm ức chế cái tế bào ung thư, hạn chế tế bào ung thư. Rồi phần gia vị này xong rồi chúng ta sẽ cho vào ướp nha. Ủa anh, mình thấy thì với cái gia vị như vậy so với cái lượng nấm như này thì có bị ít quá không anh? Không ít đâu Minh, bởi vì nấm nó có chất ngọt. Nó ra rất là ngọt. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cái hạt nêm từ nấm và đông biển á. Nó sẽ tăng cái mùi vị thơm ngon của nấm rồi. Anh Thông, như vậy chúng ướp gia vị xong chúng ta cho giấy bạc luôn hay cần phải để thời gian nhất định không? Thì chúng ta sẽ để cho nó thấm từ 5 đến 10 phút. Đây, một lò than nghi ngút. Cái phần nấm nó đã thấm rồi. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn cái túi giấy bạc. Thì bây giờ thôi để Minh vào. Để Minh phụ anh nha. Phụ cho vào cái anh nha đây. Cứ như thế mà chúng ta cho từ từ vào. Dạ, anh Thông cứ yên tâm, anh cứ giao những việc khó cho tụi em làm. Đóng miệng rồi. Rồi, để anh sẽ thôi. Gói lại. Cách gói này có khó lắm không anh? Rất là đơn giản hết. Chúng ta chỉ gói kín. Bởi giấy bạc thì rất là dễ làm. Đây như thế này. Rồi. Bây giờ cho vào nướng. Giờ là nướng. Xong. Bây giờ là 10 phút sau chúng ta sẽ có món nướng đúng không ạ? Như vậy là 10 phút đã trôi qua, không biết là món nấm nướng giấy bạc của chúng ta đã chín chưa anh Thông ha? Rồi chín rồi đó Khánh. Cái món này khi mà nướng chín thì nó sẽ phồng lên rất là đẹp. Thì bây giờ anh sẽ
lấy xuống cho vào đĩa nha. Dạ. Rồi, cho mình mượn này đây. Khánh cũng ngửi được rồi, thơm quá. Khánh thấy không, cắt giấy bạc dạ phải có nghệ thuật nha, không phải Khánh muốn cắt là cắt đâu nha. Cắt làm sao cho nó đẹp nữa, nó có thẩm mỹ nữa nha. Rồi, Khánh sẽ ghi nhớ. Chúng ta nhớ là đừng có nướng lâu quá thì cái nấm nó sẽ mềm nát, nó không có ngon nữa mình. Dạ. Khánh cũng vừa chín tới thôi sẽ ngon hơn đúng không ạ? Rồi, bây giờ... Như vậy là món ăn đã hoàn tất rồi ha. Wow, rất là hấp dẫn. Vừa là món ăn đã xong, bây giờ xin phép anh Thông cho Lê Khánh và Bình Minh được thưởng thức nhé. Mời Khánh qua bên này. Xin phép anh. Anh Thông.